Xin chào tất cả các bậc phụ huynh cùng các em học sinh nha. Hôm nay thì kênh Học Toán cùng Thầy Thắng lại tiếp tục chia sẻ với các em học sinh cùng các bậc phụ huynh và tất cả những người yêu toán. Một bài toán đề thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2023-2024 của huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Mới nhất các em ơi. Đây là đề rất là mới luôn nha. Đây, đề đây các em. Đó. Đấy, các em thấy đề chưa? Thầy có thể cho các em xem cái đề cụ thể như sau. Đây, đó. Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh nè. Đây là đề chính thức luôn các em nhé. Đề thi học sinh giỏi lớp 7 năm học 23-24, môn toán, thời gian 120 phút, đề có 5 câu. Thầy định giải full đề cho các em. Tuy nhiên là giải full đề thì nó dài quá, thời gian hạn chế. Trong một cái khuôn khổ đăng video YouTube mà dài quá thì nó cũng không hay lắm. Chính vì vậy cho nên là thầy sẽ chia nhỏ cái đề này ra thành nhiều video. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải cái ý khó trong đề, tức là cái câu 2, ý B này các bạn nhé. Còn ý A, nếu các bạn muốn thầy cũng có thể giải cho các bạn. Đề này chưa có đáp án đâu nhá. Rồi, tất cả những bài này, các bạn muốn giải bài nào thì các bạn có thể comment ở phía dưới để thầy giải cho các em. Và nếu số lượng các em đăng ký giải đông thì thầy sẽ giải cho các em. Tuy nhiên, ở video này thì thầy chỉ giải câu ý B, tức là cho 3 số ABC thỏa mãn 11 phần B cộng C cộng 11 phần C cộng A cộng 11 phần A cộng B bằng 7A trên B cộng C cộng 7B trên C cộng A cộng 7C trên A cộng B bằng 77 phần 10. Các em hãy tính tổng S bằng A cộng B cộng C. Thì đây là một cái đề rất là mới. Không biết các bạn có thể giải được bài này không? Và thầy đề nghị các bạn là ngay bây giờ thì các bạn hãy đọc đề cho kỹ và các em hãy suy nghĩ một lúc. Hãy tạm ngưng video lại, hãy tạm ngưng video lại để các bạn suy nghĩ cách giải của mình. Và nếu giải được thì các em nếu các em giải được thì rất là tốt. Còn nếu không giải được thì các em có thể quay lại, mở lại video để cho nó chạy tiếp, để các em xem lời giải mà thầy hướng dẫn là sau đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải bài toán này nhá. Ok, thầy đã ghi đề ra đây rồi. Chúng ta cùng nhau giải nào, phân tích tìm lời giải bài toán này. Ok nhá, giải. Rồi, ta dịch lên một tí. Cho 3 số ABC thỏa mãn cái điều này. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính tổng A cộng B cộng C. Đó. Với bài toán như thế này thì điều đầu tiên người giải toán nghĩ đến đó là việc làm sao xuất hiện cái A cộng B cộng C. Chưa biết nó bằng cái gì, bằng bao nhiêu cả, nhưng phải làm sao xuất hiện cái biểu thức là A cộng B cộng C. Thì ở trên cái đề các bạn để ý cho thầy cái tổng 7A trên B cộng C cộng 7B trên C cộng A cộng 7C trên A cộng B bằng 77 phần 10. Nó sẽ giúp ta nghĩ đến việc tìm ra cái tổng A cộng B cộng C nếu có kinh nghiệm giải toán. Không? Đấy. Nếu có kinh nghiệm, nếu không có kinh nghiệm thì cũng khó lắm đó. Bây giờ thầy sẽ giải cho các em nha. Ok. Đầu tiên, do là 7A này, vì nhá, vì này, 7A trên B cộng C cộng cho 7B trên C cộng A cộng cho 7C trên A cộng B lại chính bằng 77 phần 10. Từ đó chúng ta suy ra được. Bây giờ thầy sẽ đặt cái số 7 này ra bên ngoài nhé các bạn. Thừa số 7 chung, thầy đặt thừa số 7 ra bên ngoài. Đây là A nhỏ thôi. Như vậy thầy đặt 7 ra bên ngoài. Trong ngoặc sẽ còn lại của ta là A trên cho B cộng C cộng cho B trên C cộng A cộng cho C trên A cộng B chính là bằng 77 phần 10. Đúng không các bạn? Đó, ok. Từ đó chúng ta suy ra được là A trên B cộng C cộng B trên C cộng A cộng cho C trên A cộng B chính là bằng 77 phần 10 mà chúng ta chia cho 7, tức là nhân cho 1 phần 7. Và kết quả này chúng ta sẽ được là 11 phần 10, đúng không các bạn?
Ok, rồi. Sau khi làm động tác này xong thì thầy sẽ tìm ra được cái tổng A cộng B cộng C. Tức là thầy sẽ đưa ra được cái tổng. Còn cái giá trị của tổng này bằng bao nhiêu thì chưa biết đâu nha các bạn nhá. Rồi, như vậy thầy sẽ tìm cách đưa ra tổng. Mà muốn đưa ra tổng thì một cách rất tự nhiên thầy sẽ thêm vào đây 1, thêm đây 1, thêm đây 1 và thêm về bên này 3 là xong. Như vậy ta suy ra A trên cho B cộng C cộng 1 cộng cho B trên C cộng A, thầy cũng cộng vào một số 1 nữa nha các bạn. Rồi, cộng cho C trên A cộng B, thầy cũng cộng vào số 1 nữa. Ok chưa? Thì sẽ bằng 11 phần 10. Mà chúng ta cộng cho 3 số 1 vào nhá. Cộng 3 số 1 vào thì chúng ta sẽ cộng được 3 đúng không? Đó. Kỹ thuật này các bạn biết tại sao thầy làm thế không? Bởi vì làm thế này sau khi quy đồng lên thì thầy sẽ làm xuất hiện được A cộng B cộng C. Bây giờ thầy quy đồng từng nhóm 1 nha các bạn. Bây giờ thầy sẽ quy đồng từng nhóm 1 này. Nhóm thứ nhất thầy quy đồng nhá. Rồi, nhóm thứ hai thầy quy đồng tiếp này. Đó. Và nhóm này thầy cũng quy đồng. Còn riêng bên này thầy tính tổng ra, không có gì khó khăn. Thầy sẽ suy ra được nha, quy đồng ra thì ta được là B cộng C nhân 1 cộng A, ta là được A cộng B cộng C trên cho B cộng C đúng không các em? Đó. Cộng cho, tương tự như vậy thầy sẽ quy đồng cái này lên thì thầy được là B cộng cho C cộng A trên cho C cộng A. Như vậy thầy được là A cộng B cộng C trên cho C cộng A tiếp đúng không các bạn? Thầy lại cộng tiếp cho C A nhỉ, A cộng B cộng C trên cho A cộng B tiếp. Và ở đây thầy cộng cái này lên, 10 nhân 3 là được 30 cộng 11 là 41 phần 10. Rồi chưa các em ơi? Ok nhá. Như vậy thầy đã làm xuất hiện được cái tổng A cộng B cộng C rồi. Còn nó ra được bao nhiêu thì ta phải từ từ nha các bạn. Bây giờ thầy sẽ đặt A cộng B cộng C ra ngoài. Vì có thừa số chung là A cộng B cộng C nhá. Rồi. Trên cho 1 trên B cộng C cộng cho 1 trên C cộng cho A cộng cho 1 trên cho A cộng với B sẽ bằng là 41 phần 10 đúng không các bạn? 1 phần 10. Ok. Bây giờ các bạn thấy chưa? Thầy đã làm xuất hiện A cộng B cộng C rồi. Mà A cộng B cộng C nhân với cái số này. Nhân với cái số này này. Nhân với cái số này để các bạn ơi. A cộng B cộng C lại nhân với cái số này. Thì bằng 41 phần 10. Đó. Vậy thì ta chỉ cần tìm cái số này bằng bao nhiêu thôi. Thế là xong. Rồi bây giờ muốn tìm số này ta quay lại đề toán xem nào. Quay lại đề toán xem nào. Đây, đề toán đây. Chúng ta có là 11 trên B cộng C cộng 11 trên C cộng A cộng 11 trên A cộng B bằng 77 phần 10. Cho nên ta dễ dàng tìm ra được cái tổng mà chúng ta cần tìm đó, đúng không? Cho nên chúng ta lại lập luận tiếp này. Vì 11 trên B cộng C cộng cho 11 trên C cộng A cộng cho 11 trên A cộng với B thì bằng 77 phần 10. Đây, chúng ta quay trở lên cho thầy này. Đây, đây. 11 trên B cộng C cộng 11 trên C cộng A cộng 11 trên A cộng B bằng 77 phần 10. Thầy viết lại nó thôi. Và viết lại để tìm ra cái tổng mà ta cần tính để đặt dấu hỏi đấy các bạn. Từ đó thầy đặt số bao nhiêu ra ngoài đúng không các bạn? 11 phần 11 ra ngoài nhá. Đặt 11 ra ngoài. Ta được 1 trên B cộng C cộng 1 trên C cộng A cộng 1 trên A cộng B chính là bằng 77 phần 10. Từ đó chúng ta suy ra được ngay đó là 1 trên B cộng C cộng 1 trên C cộng A cộng 1 trên cho A cộng B chính là bằng 77 phần 10. Chúng ta chia cho 11 tức là nhân cho 1 phần 11. Đó các bạn nha. Và rút gọn đi thì ta được là 7 phần 10 đúng không? 77 chia cho 11 thì được 7 phần 10. Đúng chưa các bạn? Xem lại tí cho chắc ăn nhá. Đấy, chúng ta được là
đề bài đây, đề bài là 77/10, ok. Rồi, ta lấy 77/10 chia cho 11. Chia 11 là nhân với 1/11, đúng rồi. À, rút gọn đi, đúng không? Thì ta được là 7/10. À, như vậy là chúng ta được cái tổng này bằng 7/10. À, thay cái số này bằng 7/10 vào các em ơi. Chỗ này, như khi nãy thầy đã đi tìm, đây chính là 7/10. Và nếu được 7/10 thì ta tìm được A cộng B cộng C, đúng không nào? Ta lấy 41/10 mà chia cho 7/10, ta được A cộng B cộng C. Như vậy từ đó chúng ta suy ra được nha. A cộng B cộng C mà chúng ta nhân cho cái số này đây, đúng không? A cộng B cộng C nhân cho cái tổng này, mà tổng này bằng 7/10, thay 7/10 vào là ok. 7/10 sẽ bằng là 41/10 nha các bạn. Sẽ bằng là 41/10. Từ đó suy ra A cộng B cộng cho C sẽ bằng là 41/10 mà chia cho 7/10. À, nhân đảo ngược lên là bằng 41 nhân 10 trên cho 7 nhân 10, đúng không? 7 nhân 10. Và 41/10 nhân với 10/7. 10/7, đúng không? Rồi, ta được là 41/7. Ok, rút gọn đi, đúng không? Nhân nghịch đảo lên, ok. Đó. Như vậy là thầy Thắng đã giải cho các bạn xong, và kết quả của chúng ta là trả lời A cộng B cộng C là bằng 41/7 nha các bạn. Đây, cái này là bằng 41/7. Và thầy Thắng đã giải xong cái đề này cho các bạn. Câu này rất là hay, đúng không em? Đấy, và đây chỉ là một ý trong một câu. Ý này khoảng chừng một điểm thôi các bạn nhé. Và như cái đề khi nãy thầy chia sẻ đấy các bạn, đây cái đề đây, thì có đến là 5 câu. Nếu các bạn muốn thầy giải câu nào thì các bạn hãy comment ở phía dưới để thầy giải cho các em, bởi vì đề này chưa có đáp án nha các bạn nhé. Rồi, thế thì các bạn gặp khó khăn ở câu nào thì thầy sẽ giải cho các bạn ở câu đó. Rồi, ok, video của thầy Thắng đến đây là kết thúc. Nếu các em thấy hay thì hãy chia sẻ cho các bạn của các em xem nhé. Và bạn nào lần đầu tiên xem kênh Học Toán Cùng Thầy Thắng thì hãy ủng hộ thầy bằng cách đăng ký kênh Học Toán Cùng Thầy Thắng. Và đừng quên nhấn vào hình cái chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Thầy xin chào tất cả mọi người và chào tất cả các em. Hẹn gặp lại ở video sau nha. Ok.